Hello, xin chào các bạn. Cái bài tập hôm nay của khóa nâng cao sẽ nói với các bạn về cái việc mình muốn streaming từ Resolume đến Facebook và YouTube mình sẽ làm thế nào. Và hơn hết ấy, là mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách mà mình có thể kết hợp với cả DJ để làm một cái buổi streaming, một buổi biểu diễn audio visual trực tuyến rất là bắt mắt, rất là tuyệt vời như này. Yeah, các bạn thấy không? Mình có thể chuyển cái camera xa gần và tất cả những cái footage, cái live camera cũng trực tiếp điêu vào đây. Đấy, tưởng tượng đây là DJ đang chơi chẳng hạn và background chính là cái visual mà các bạn có thể DJ được trực tiếp. Nên nó rất là cool luôn. Cái việc đầu tiên ấy, để mình bắt đầu cái bài học này thì mình sẽ phải chuẩn bị những cái graphic như các bạn nhìn thấy ở đây là cái khung, những cái khung của như kiểu một cái tàu vũ trụ ấy đang rung rinh đang di chuyển như này. Thì cái này mình sẽ làm ở những phần mềm khác, ví dụ như Photoshop, mình sẽ đưa vào đây và mình sẽ cho cả background và những cái như các bạn nhìn thấy đây, cái bàn điều khiển đây. Đấy, như kiểu hologram ấy, thì mình cũng sẽ đưa lấy một cái stock ở internet và mình đưa vào. Thì tất cả những điều đấy mình sẽ chỉ cho các bạn trong bài tập ngày hôm nay. Rồi mình bắt đầu nhá. Ok, như các bạn đang thấy ở đây mình vừa download được ở internet hai cái file này. Thì cái file đầu tiên là một cái artwork của một cái nghệ sĩ nào đấy trên internet. Và mình rất thích cái khung cửa sổ này thì mình sẽ cắt cái này làm cái giao diện của cái phi thuyền để sử dụng. Cái clip thứ hai là cái giao diện những cái hình ảnh đồ họa kiểu hologram mà mình muốn. Ok, mình sẽ convert cái clip này sau để mình cho vào Resolume. Đầu tiên là mình sẽ cắt cái phần khung cửa sổ ở giữa này ra. Thì cái phần này mình sẽ tua nhanh thôi, tại vì mình sẽ không có đi sâu trực tiếp vào trong cái những cái phần mềm như là Photoshop đó. Nhưng mà các bạn có thể thấy ở đây là mình đã cắt những cái hình này và mình sẽ chừa cái đoạn này ra, cái đoạn ngắn ở dưới để mình sau này mình sẽ cho khi mà mình chuyển của OBS ấy, thì mình sẽ cho nó chạy chữ, một cái chữ tên DJ nào đấy chạy ở trên cái bảng này, nó sẽ nhìn nó rất là đẹp. Thì nó như là các bạn vừa nhìn thấy ở cái đoạn intro ấy, thì mình sẽ cho một cái chữ chạy ngang như vậy. Ok, như vậy là mình đã có hai cái khung của cái giao diện cái phi thuyền từ cái hình ảnh đầu tiên, đúng không? Cái này sẽ mình đặt ở trước này và cái này mình đã đặt ở sau. Ok, và bây giờ mình sẽ convert tiếp cái file còn lại là xong. Mình mở nó bằng Ali nhá, và sau đó mình sẽ convert nó sang DV3 để có thể chạy mượt ở trong Resolume. Ok, mà sau khi mà các bạn đã có được những cái graphic như này rồi, đúng không? Đấy, bao gồm những cái hub, những cái khung điều khiển như này rồi thì mình sẽ bắt đầu cho hết vào trong Resolume. Thì đầu tiên mình sẽ cho cái này vào đây, cho cái này vào đây và cho cái hub này vào đây. Đấy, mình sẽ có một cái composition là 1920x1080. Bật thử cái này nhá. Ok, ok, đấy, cho nó scale lại. Ok, Và bây giờ mình sẽ tạo một cái layer mới. Tạo một layer mới ở đây, mình sẽ đưa cái xuộc của cái camera của mình hiện nay đang ở đây nhá. Yeah, đây chính là mình đây. Hiện nay thì mình chưa có hiệu ứng gì cả đúng không? Mình đang chỉ đơn giản là đang ngồi trước một cái phông xanh thôi. Thì mình cũng có những cái hệ thống lighting chiếu sáng rất là cơ bản thôi, mục đích là để cái background phông xanh nó sáng lên ấy, thì mình có thể chroma, mình có thể tách cái nền được. Mình sẽ vào cái chroma luôn. Đấy, đây mình đang bật cái hub ở dưới thì mình có thể, bạn có thể thấy được luôn là nó đang tách cái nền luôn đúng không? Tách cái màu xanh ra luôn. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh một chút xíu để chỉnh cái màu xanh này để cho nó tách hết. Đấy. Như bạn để thấy ở đây là đây, cái này là nó đại diện cho cái việc là cái background nó đã được alpha ấy, là mình đã tách nền thành công. Đấy, mình đã tách nền thành công và đằng sau mình sẽ là cái nền đen thôi, nó sẵn sàng để mình có thể trộn bất kỳ những cái hiệu ứng nào ở đằng sau cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp theo nữa, mình sẽ sử dụng cái chức năng crop. Mình sẽ viết cái từ này. Crop ở đây tức là mình sẽ cắt đi những cái phần nào không mong muốn ấy. Thì ví dụ như ở đây các bạn thấy là mình không mong muốn cái này, tại vì cái này là cái tường ấy, ở trong cái phòng này, thì mình sẽ cắt nó đi. Thì mình sẽ sử dụng cái chức năng là keystone crop. Mình sẽ drag trực tiếp vào đây. Đấy, khi mà bạn có cái keystone crop này rồi ấy, thì nó đã tự động nó crop cho mình rồi, nhưng mà mình sẽ chỉnh từng cái điểm. Thì bạn có thể bật lại cái chroma này để nhìn cho nó dễ. Đấy, ví dụ cái này sẽ di chuyển đến đây, kéo đến đây, đúng không? Đây. Cái top right x, cái chiều x, cái điểm trên cùng của bên tay phải, trục x, và bên mình chỉnh trục y của nó. Rồi. Cái này mình kéo xuống hết. Bên này thì ra đây. Mình sẽ di chuyển đến đây, tại vì mình muốn crop cái phần trắng là gì? Đây, kéo xuống đây, kéo dịch này một tí. Ok, vậy là bây giờ mình đã cắt đi cái phần tường trắng ở bên cạnh này rồi đúng không? Thì mình sẽ bật lại cái chroma rồi. Như vậy các bạn có thể thấy là mình đã được cắt rất là sạch rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đưa cái video này trồng lớp. Đấy, các bạn thấy không, một cái setup rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó đã có được cái background là cái đằng sau và cái foreground là cái khối đằng trước. Thì nó sẽ tạo một cái không gian cho cái sân khấu ảo của mình. Sau mình sẽ có một cái background chạy đằng sau này nữa. Mình sẽ tạo một cái layer mới cho nó nhé. Layer mới, kéo nó xuống đây. Kéo vào đây. Yeah, các bạn thấy không? Khủng không? Đấy, như vậy là mình đã có một cái background, cái visual background cho nó rồi. Tiếp theo là mình sẽ có, mình muốn ở trước mặt mình ấy có một cái hologram, chính là cái file này đây. Đấy, chính là cái file này, thì mình sẽ kéo nó lên trên đây, đúng không? Mình scale nó. Đấy. Và cái hologram này thì bây giờ mình sẽ cho nó cái chỗ cái blending mode ấy là khoảng 50s thôi. Ok, mình sẽ cho nó chuyển đổi một chút bằng cách là mình sẽ sử dụng cái rotating panels ở trong cái hiệu ứng wave nhá. Bạn cứ search cái từ wave là nó sẽ ra cái này. Bây giờ thì chỉnh màu một tí nhá. Chỉnh màu thì mình sẽ chỉnh cái thì tiếp theo mình sẽ chỉnh một chút cái chuyển động của thằng này nhá. Mình cho nó 36 - 37 36 này trừ 37. Mình chỉnh nó bouncing, chỉnh cái speed của nó. Cái tàu không gian rồi. Setup nó rất là đơn giản thôi. Bạn có thể có một cái hiệu ứng một cái hiệu ứng gọi là tổng cho cái mấy cái bọn này, đúng không? Ví dụ như mình sẽ cho nó một cái quick đây. Thì đây chính là cái con tàu mẹ mà mình làm nhanh, đúng không? Trong vài phút thôi. Tuy nhiên nếu mà bạn bước tiếp theo ấy là mình sẽ cho nó như kiểu nó thay đổi camera, tức xa gần, đúng không? Là mình làm cái để bằng cách nào? Thì đầu tiên ấy là mình sẽ phải thu nhỏ lại cái thằng này. Thu nhỏ lại cái thằng này một tí. Đấy. Ví dụ mình sẽ để vị trí mình chỉ ở đây chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn thấy khi mà mình thu nhỏ này rồi ấy, thì có vẻ là cái keystone crop ấy, nó bị lỗi ấy. Thì mình sẽ fix cái đấy bằng cách là mình bật lại cái chroma. Đấy, bạn thể xóa luôn cái keystone này đi và bạn có thể cho cái hiệu ứng mới vào đây lục luôn. Thì bạn đặt nó ngay dưới cái chroma nhá. Đấy. Đấy, sau khi mà mình chỉnh hết sức thủ công ở trong này, tại vì đấy cái Resolume thì nó cũng không được thông minh như những cái phần mềm khác, đúng không? Những cái phần mềm real time khác mà mình đã từng sử dụng, nhưng mà ít ra là mình tận dụng được những cái sức mạnh của nó thôi. Thì đây khi mà mình đã chỉnh xong cái keystone crop này rồi thì mình bật lại cái chroma đấy. Sau đó thì mình sẽ copy lại cái hub bên này, đúng không? Bây giờ nó đang ngay đây, mình sẽ cho nó vị trí này chẳng hạn. Ta-da, các bạn đã làm được cái phần chuyển hai cái gọi là mình fake cái góc cam ở trong Resolume. Cái này cho một cái buổi biểu diễn trực tuyến và gồm visual và DJ cho các bạn thì rất là hay luôn. Bây giờ cái việc ấy là Tiếp theo là mình sẽ phải livestream qua Facebook hay là YouTube đúng không? Thì mình làm việc đấy như nào? Thì đầu tiên ở những cái bài tập ở phần cơ bản đấy là mình cũng có nói về cái phần mềm là OBS Studio rồi đúng không? Thì mình chắc chắn phải cần cái phần mềm này để mình bắt đầu mình livestream. Đây, mình có thể khởi động được luôn nha các bạn. Là đây là giao diện của cái phần mềm OBS. Thì để mình đưa cái Resolume này vào trong cái phần mềm OBS này ấy, thì mình phải qua một cái plugin. Đây chính là cái plugin là NDI. Thì cái link download của cái plugin này mình sẽ để ở dưới cái bài tập cho các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ scroll vào trong cái phần này, nó là NDI Window Installer. Nếu bạn dùng Mac ấy, thì bạn có thể download cái phần này. Còn mình dùng Windows mình sẽ dùng cái này. Thì sau khi mà bạn đã download cái này về rồi ấy, thì bạn cứ làm theo tất cả những cái hướng dẫn của phần mềm đấy, cài tất cả những cái gì được liệt kê, cài tất cả runtime, các thứ của NDI tất cả nhá. Thì mình cài xong hết rồi thì mình bắt đầu mình khởi động cái OBS lại một lần nữa. Nếu mà các bạn đã khởi động trước rồi mình tắt đi, mình khởi động lại. Và ở đây thì mình sẽ chọn một cái suộc, nó sẽ hiện ra một cái là NDI suộc này, đúng không? NDI suộc. Thì hiện nay nó chưa có gì cả đúng không? Nó chưa có gì cả, mình cũng chưa có select được gì nhiều. Thì ở trong cái phần Resolume ấy, ở trong phần output thì bạn select cái Network Streaming New Tech NDI này. Nếu mà bạn chưa có chọn ấy, thì bạn sẽ phải chọn cái này, Network Streaming New Tech NDI. Bạn chọn này rồi nhá. Thì bạn quay trở lại OBS, bạn nhìn cái list ở dưới này đây. Ok. Đó. Thì như vậy là bạn đã stream thành công trực tiếp từ Resolume vào trong cái chương trình OBS này. Nếu bạn thấy cái size của nó đang bị sai, nó đang cái kích cỡ của cái composition nó bị sai, nó không khớp ấy, như thế này, thì bạn có thể chuột phải vào trong cái OBS và vào cái phần resize output suộc size này. Yes. Ok. Đấy, vậy là xong. Và một cái nữa là để cái nhận cái dòng âm thanh ấy thì bạn sẽ ví dụ từ cái bản CDJ của DJ chẳng hạn đúng không? Bạn muốn lấy âm thanh vào trong cái OBS này thì bạn phải có một cái sao card. Đấy, một cái sao card rất là dễ kiếm thôi, khoảng tầm mấy trăm nghìn, 1 triệu một cái. Bạn cắm vào từ cái bàn CDJ của DJ ấy, vào trong cái sao card đấy. Rồi bạn sẽ vào đây và add cái audio input capture. Ở đây thì bạn select cái sao card đấy là xong. Có một cái rất hay của OBS mà mình muốn bật mí cho các bạn luôn, đấy mình có thể làm một cái chữ kiểu như này. Đấy. Thế như vậy là mình có thể kết hợp được giữa OBS với cả Resolume theo một cách cool hơn nữa đúng không? Để làm cái chữ như này nhá, thì mình sẽ tạo một cái, ở đây mình tạo một cái text. Đấy, bạn có thể đặt tên là gì cũng được. Ví dụ như là Easy Vision Live Streaming. Bạn copy paste cái dòng này ra. Đó. Ví dụ bạn có một cái chữ như này nhá, bạn có thể chọn cái phông cho nó, mình chọn cái phông này chẳng hạn, cho nó điện tử một tí. Bạn chọn màu, mình sẽ chọn cái màu xanh lá này, đúng không? Rồi, ok. Thì một cái chữ này thì bạn sẽ muốn nó chạy ở đây đúng không, giống như là một cái bảng điện tử ấy. Thế mình sẽ chuột phải filter. Ở trong cái filter này thì bạn sẽ chọn thêm cái scroll. Đây, cái chức năng này đúng không? Bạn thậm chí đặt tên cái scroll này theo mình thì mình sẽ chạy ngang. Chạy ngang. Đấy, ok. Thì bạn có thể chỉnh cái speed đúng không? chỉnh cái speed cho cái chữ này. Rồi bạn thấy không, là nó chạy thế này. Nhưng bây giờ một cái nữa là mình chỉ muốn nó chạy ở trong cái khoảng này thôi, trong cái khoảng của cái graphic mà mình muốn từ đây đến đây thôi, trong cái khoảng của cái bảng điện tử ấy thôi. Thì mình sẽ có cái limit white, đây là mình sẽ chỉnh được cái limit của nó, đúng không? Mình nên chỉnh nó số, hoặc là nếu mà không ấy thì mình có thể đánh luôn là 1920 chẳng hạn, 1920 pixel. Đấy thì nó sẽ crop ra như thế này, đúng không? Thì bạn nhớ phải đánh dấu cái loop này nhá, tại vì nó sẽ chạy loop chạy lặp đi lặp lại ấy. Rồi bây giờ bạn scroll này xuống. Rồi, ok. Như vậy là mình đã xong bước thứ hai, đúng không? Bước thứ hai là mình sẽ chuyển vào trong OBS này, mình đã xong rồi. Thì đến cái bước cuối cùng ấy là mình sẽ streaming lên. Thì ví dụ mình sẽ bật YouTube chẳng hạn, đúng không? Hay Facebook đi, Facebook của mình đi. Đấy, mình chọn cái video trực tuyến này. Và khi mà mình dùng video trực tuyến ấy thì ở đây bạn sẽ dùng cái phần này, dùng khóa luồng nhá, hoặc là using stream key nếu mà bạn nào không có tiếng Việt ấy thì nó là stream key. Đó, bạn chọn cái dùng khóa luồng này, xong rồi bạn vào trong cái OBS này, setting, bạn copy, bạn sao chép cái dòng này đã nhá, và stream, đấy nó là stream key này. Đấy, bạn paste cái này nhá, apply, đấy, rồi bạn start streaming. Đấy thì bây giờ nó đang phát tín hiệu trực tiếp ở đây rồi, bạn chờ một lúc rồi nó sẽ hiển thị ở đây. Rồi như bạn thấy là mình đã stream thành công qua đây, đúng không? Bây giờ mà bạn phát trực tiếp ấy là nó sẽ hiển thị luôn lên trên cái trang của bạn với cả hình ảnh và âm thanh luôn. Đó thì rất là đơn giản, đúng không? Rất là nhanh. Nhưng mình sẽ không có phát đâu, tại vì phát thì lộ hết. Đấy thì trong lúc mà mình stream thì các bạn cứ chơi VJ thoải mái, không có một cái trở ngại gì hết. Đó. Ok, hy vọng là với cái kỹ năng này thì các bạn có thể sẵn sàng để làm một cái chương trình gọi là một cái virtual show giữa bạn và một DJ ngay lập tức bằng Resolume với cả OBS. Chúc các bạn thành công và chúc các bạn vui. Bye bye.